Xin kính chào tất cả các bác, các anh, các chị. Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi báo giá tối ngày hôm nay trên trang fanpage ô tô Hiền Kim Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ là 166 đường Trường Chinh. Các bác, các anh, các chị đang quan tâm, yêu thích mẫu xe nào, xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời các anh, các chị, các bác ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Ngày hôm nay thì em có thêm nhiều mẫu xe mới vừa cập nhật tại showroom. Đấy là một chiếc Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ATH. Chiếc xe này mới chạy có 7.000 cây số thôi, sản xuất 2021. Và thêm một chiếc xe Hyundai Accent số sàn form mới 2021. Rồi một chiếc Kia Cerato cuối 2017. Và em về thêm một chiếc xe Elantra form mới số tự động biển Hưng Yên 2019. Và thêm một chiếc xe Mazda CX-5 2014 2.0. Chiếc xe này cũng là biển 14 à, biển 89 Hưng Yên. Đấy, các bác, anh, các chị cứ vào xem, nếu mà thấy mình phù hợp mẫu xe nào thì có thể để lại bình luận ở phía dưới, hoặc là có thể gọi trực tiếp đến cho em qua số hotline. Hoặc nếu anh chị có thời gian thì cứ ghé qua showroom của bên em. Và xem kênh của em thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé. Đợi các anh các chị vào đông đông thì em sẽ báo giá lần lượt tất cả các mẫu xe ạ. Các bác, các anh, các chị xem kênh thì nhớ chia sẻ giúp em Hiền Kim. Hôm nay thì rất là nhiều các mẫu xe đẹp. Accent thì em có đầy đủ số sàn, số tự động, form mới, form cũ em có hết. Elantra em cũng có về. Và đang trên đường về thì em có một chiếc Hyundai Tucson này, form mới. Chiếc xe đấy thì thứ hai em mới đi lấy được bởi vì còn vướng giấy tờ ngân hàng. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu để tất cả các anh, các chị, các bác cùng tham khảo là chiếc xe Hyundai Elantra. Đây, từ hôm giờ các bác, anh, các chị nào đang hỏi là muốn tìm một chiếc xe số tự động màu đỏ bản sedan hay là bản gầm cao thì hôm nay em cũng có CX-5 tầm hơn 500 này. Elantra này cũng tầm hơn 500 triệu các bác nhá. Chiếc xe này là 2019 bản 1.6 GLS, phân khúc xe hạng C. Xe chạy 4 vạn, biển 89 Hưng Yên, rất là đẹp luôn. Em đang chào bán tại showroom có giá là 588 triệu. Đấy, các bác, các anh, các chị quan tâm yêu thích chiếc Elantra này thì cứ nhắn tin hoặc để lại bình luận ở phía dưới. Nhưng mà nếu các anh, các chị cần thông tin nhanh hơn thì cứ nhắn tin qua trang fanpage hoặc qua số điện thoại đi ạ, 0978 607 555. Thì em sẽ gửi thông tin chi tiết. Em chào các bác, các anh, các chị nhé. Cả nhà xem kênh thì nhớ chia sẻ giúp em Hiền Kim. Chiếc xe này là Hyundai Elantra đây ạ. Các bác quan tâm chiếc Hyundai Elantra đây, bản 1.6 GLS 2019 biển 89 Hưng Yên. Xe chạy 4 vạn. Em đang chào bán là 588 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ. Và nếu các bác cần hỗ trợ ngân hàng thì em hỗ trợ ngân hàng lên tới được 70% giá trị xe. Xe thì quá đẹp, em sẽ cố gắng quay chậm nhé. Chiếc xe Elantra thì tất cả các tính năng như là cửa sổ trời này, dòng 1.6 GLS thì nó không có ghế điện đâu các bác ạ, nhưng cân bằng điện tử có này, hệ thống gạt mưa tự động có này, đèn tự động có này, điều hòa tự động này, đồng hồ Việt Map này, màn hình theo xe này, camera lùi đầy đủ. Thì những cái tính năng đấy là có theo xe đầy đủ hết rồi. Đấy, được cái màu đỏ nên là bác nào mệnh họa hay là yêu thích sự trẻ trung thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe này. Xe thì em bảo hành cam kết cho các anh các chị đi test kiểm tra thoải mái. Một là máy zin, số zin. Xe không bị tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích. Chúng ta cùng ngắm luôn giúp em ạ. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim nha. Cả nhà chia sẻ giúp em. Anh ơi, vay số tự động thì em đang có một chiếc 2018 đấy ạ. Cảm ơn bạn Tiên Đức. Elantra 2019 MT màu trắng thì hiện tại bên em lại chưa có anh chàng trai nam ấy. Chào anh Đức Nhân Hoàng nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Được. Ok anh ơi, vay thì hôm nay em chỉ còn số tự động thôi. Em chào anh Hiếu Hoạt, em chào anh Nghi Văn.
Các anh, các chị, các bác đang xem kênh của em Hiền Kim thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ giúp em. Cả nhà ủng hộ chia sẻ giúp em nhé. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe này vừa có mặt tại showroom ngày hôm nay. Em đang chào bán tại showroom có giá là 588 triệu. Giá này bên em vẫn có thể thương lượng bớt được một chút đỉnh nữa. Anh chị thiện chí thì chúng ta cứ ghé về showroom là 166 đường Trường Chinh để xem xe và thương lượng về giá cả. Em chào anh Hạnh Sùng, em chào anh Hậu Kim, chào anh Minh Trai Nguyễn. Các anh đang hỏi em chiếc xe Vios số sàn, Vios Accent số sàn và Accent số tự động form mới đấy ạ. Nếu anh chị cần một chiếc xe siêu lướt siêu mới, một chiếc xe mà mới đi có 7.000 cây số thôi, thì anh chị cùng Huyền Kim tham khảo qua chiếc xe này. Hyundai Accent biển Tuyên Quang đây ạ, bác nào ở vùng Tuyên Quang thì các bác có thể tham khảo qua chiếc xe này. Cảm ơn anh Trung Phạm Vinh. Anh Tiến Đức ơi, tôi có mua xe City ở Hải Dương mà nộp thuế 2 lần, có nhắn cho showroom và gọi điện không ai chịu trách nhiệm về vấn đề này. Anh Tiến Đức ơi, anh mua City ở showroom nào vậy anh? Tại sao lại nộp thuế 2 lần ạ? Em nhớ là em không bán con xe City nào cho anh đâu, nên là anh kiểm tra lại giúp em nhé. Elantra số tự động màu trắng em có, Elantra số tự động màu trắng em có ạ. Cảm ơn anh Lê Bảo. Anh Lê Bảo chia sẻ giúp em nhé. Mazda 2 thì hiện tại em đang tạm hết hàng. Tầm xe 300 thì ngày hôm nay em đang tạm hết ạ. À, anh Tiến Đức, anh mua bên siêu thị ô tô ạ. À? Anh ơi, mình mua bán ở đâu thì tất cả các xe mua bán ấy thì đều có văn bản cam kết về vấn đề hợp pháp lý, chuẩn chỉ rồi hồ sơ chuẩn hết mà anh. Nếu mà bên nào bán mà người ta không chuẩn thì chắc chắn là hồ sơ người ta phải chịu trách nhiệm cho mình rồi anh ạ. Bởi vì mua bán, nếu mà các anh mua bán chỗ mà người ta chất lượng, người ta uy tín thì người ta đều có hợp đồng cam kết chất lượng và chịu trách nhiệm cho bên em mà. Các anh các chị cứ hỏi khách hàng mua bên em ấy, nhiều khi về đi đăng kiểm hết phí đường bộ mà hết có mấy tháng thôi mà bên em vẫn còn phải trả lại cho khách mà. Nên là tất cả các chi phí, những cái phát sinh mà trước thì bên em phải chi trả hết. Nên là mua ở, các anh mua ở chỗ khác thì mình cứ tìm đến showroom đấy mình đòi thôi ạ. Thêm một chiếc xe này là Hyundai Accent bản đặc biệt này, dành cho các bác, các anh, các chị đang tham khảo. Chiếc xe này là 2021 siêu lướt luôn ạ. Với chiếc xe này thậm chí là em không có một cái từ gì để mà diễn tả cả. Bởi vì là xe mới đi có 7.000 cây số thôi. Mà các anh, các chị, các bác mới biết là xe đi 7.000 cây số thì nó mới như thế nào đúng không? 7.000 cây số thì coi như là xe như đập hộp luôn. Có nghĩa là thiếu mỗi cái hộp nữa thôi thì mình gọi là xe mới. Sơn zin còn cả xe luôn, rất là đẹp, không có một lỗi nhỏ. Chiếc xe này là 2021 bản đặc biệt các bác nhé. Bản đặc biệt form mới số tự động, chạy mới có 7.000 cây thôi. Em đang chào bán tại showroom là 548 triệu. Em xin phép một chút em đẩy cái máy lên một chút nhé. Tại vì là em để nó thấp quá này kìa, nó cứ bị che xuống. Đây ạ, Hyundai Accent bản đặc biệt, dành cho các anh, các chị, các bác đang quan tâm. Em đang chào bán tại showroom có giá chiếc xe này 548 triệu. Xe mới đi có 7.000 cây số thôi cả nhà mình nhé. Biển 22 Tuyên Quang. Có màn hình theo xe rồi. Nội thất ghế da, cam lùi đầy đủ, mới kính cong luôn ạ. Hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ATH 1.4. Đây là chiếc xe phân khúc hạng B, mặt siêu mới siêu lướt. Em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 548 triệu. Giá xe này bên em vẫn có thể thương lượng được nữa. Nếu anh chị không thích số tự động mà chúng ta thích số sàn thì anh chị có thể tham khảo qua cái mẫu xe Hyundai Accent số sàn form mới này giúp em ạ. Em có cả số sàn form mới nữa ạ. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Các bác, các anh, các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim. Vâng ạ.
rất là nhiều các mẫu xe đẹp, nên là các anh các chị xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em. Nếu anh chị thích số sàn thì em có luôn đây. Anh Tiến Đức ơi, anh mua bên siêu thị đấy thì anh gọi bên siêu thị người ta nhé, chứ bên em không biết như thế nào đâu, nên là anh comment vào bài của em cũng không có tác dụng gì đâu ạ. Bởi vì anh không mua ở chỗ em, nên là bên em làm sao biết được là như thế nào ạ. Nên là anh mua ở đâu thì tốt nhất là anh đến showroom trực tiếp người ta, anh nói chuyện với người ta nó sẽ dễ hơn. Cảm ơn anh Thắng Béo ạ. Cảm ơn anh Tiến Cường. Dòng gầm cao 5 chỗ đi anh giữ máy luôn ạ. Cảm ơn anh Hoàng Phúc, anh Nguyễn Phương. Cả nhà chia sẻ giúp em Huyền Kim nhé. Thêm một chiếc xe số sàn đây. Các anh, các chị, các bác đang quan tâm chiếc xe Hyundai Accent số sàn form mới này. Em đang chào bán là 475 triệu, chiếc xe chạy hơn 1 vạn. Đấy, số tự động. Các anh, các chị không thích thì chúng ta có thể ngắm qua số sàn này. Xe thì quá đẹp luôn. Em có cả số tự động, có cả số sàn form mới. Có cả số tự động, có cả số sàn. Quá đẹp đúng không cả nhà mình? Chiếc xe này là bản đủ anh chị nhá. Chiếc xe này là bản đủ, em đang chào bán là 475. Với chiếc xe này em vẫn có thể hỗ trợ các anh, các chị, các bác làm banh ngân hàng, hỗ trợ khoảng tầm được 70%, bởi vì những cái dòng xe đời cao này ấy, thì bên ngân hàng vẫn cho vay rất là cao. Nhưng mà vay qua ngân hàng thì các anh, các chị, các bác cứ lưu ý này, không bị nợ xấu, không bị nợ chú ý và không bị nợ chậm thì hồ sơ của anh chị làm rất là nhanh. Chứ sợ nhất là anh chị bị nợ hồ sơ xấu ấy thì sẽ không vay được đâu ạ. Xpander thì em đang tạm hết rồi ạ. Hôm nay em về một chiếc xe màu đỏ này, giá trị hơn 500 triệu, biển 89 Hưng Yên. Em xin phép là che biển tại vì là bác chủ, bác cái yêu cầu em chưa kịp tháo. Nhiều khi là mua xe của người tiêu dùng thì người ta cũng rất là ngại để cái phần che biển, bởi vì là hơi vấn đề tế nhị một chút. Không phải xe lỗi nhá, nhiều anh chị cũng bảo là xe lỗi che biển đâu. Nhiều khi bọn em mua cũng có nhiều bác ấy tế nhị, bác ấy không muốn bán cho người quen ấy, hoặc là muốn bán về thì chiếc Mazda CX-5 này màu đỏ pha lê rất là đẹp. Nếu anh chị mà tầm tiền hơn 500 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn sang chiếc xe này. Đấy, em đang chào bán tại showroom là 560 triệu cho chiếc Mazda CX-5 màu đỏ pha lê 2014. Đấy, nếu anh chị nào thích dòng xe Nhật thì có thể ngắm qua chiếc xe này. Chiếc xe này là 560 triệu cả nhà mình nhá. Giá xe vẫn có thể thương lượng. Mazda CX-5 màu đỏ pha lê 2.0. Xe thì rất là đẹp, xe chạy 8 vạn, cực kỳ đẹp luôn. Chủ đi khá là dữ, sơn vỏ nội thất khá là mới. Các anh các chị có thể đến xem xe và test xe trực tiếp. Em cam kết cho các bác là máy số zin, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước và không bị thủy kích, không bổ máy. Chúng ta có thể thuê thợ mang ra hãng test, kiểm tra thoải mái luôn ạ. Đấy, như chiếc xe này thì thấy cũng rất là hợp lý. Dòng xe máy Nhật thì vừa tiết kiệm nhiên liệu này, đấy, rồi vừa bền này. Chiếc xe này thì có cửa sổ trời đầy đủ này. Rồi là có chủ cũng đã lên một chiếc màn hình Android rồi. Màn hình này thì bắt wifi đấy, có nghĩa là dùng sim bắt wifi, phát mạng YouTube đầy đủ. Nội thất ghế da nguyên bản, tổng thành xe rất là đều xe. Nên các chị có thể xem kỹ ạ. Em cũng đã áp tải chiếc xe này lên trang fanpage của em rồi. Chỉ có 560 triệu thôi ạ.
Quá hợp lý đúng không cả nhà mình? Chiếc xe này thì quá hợp lý luôn ạ, chỉ có 560 triệu cho một chiếc xe Mazda CX-5 gầm cao. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Mazda CX-5 2014 bản 2.0, rất rất là đẹp luôn ạ. Chiếc xe này chạy 8 vạn biển Hưng Yên, bên em đang chào bán là 560 triệu. Các bác có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc xe này, xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Sang ở phía bên này là một chiếc xe màu xanh, cũng là Mazda CX-5. Chiếc xe này thì cuối 2016 rồi. Chiếc xe này thì cuối 2016 thì đã có phanh điện tử. Đã có phanh điện tử cả nhà mình nhá. Chiếc xe này thì cuối 2016 đã có phanh điện tử. Em đang chào bán là 650. Nếu các bác không hợp màu đỏ mà muốn đời cao hơn một chút thì có thể sở hữu qua chiếc xe màu xanh này. Ok anh Thanh Tâm Nguyễn, anh Thanh Tâm Nguyễn ơi. À, em đang like, anh có thể nhắn cho em Hiền Kim một tin qua Zalo 0978607555 được không anh? Ở nhà em vẫn có người trực máy, nếu như là không phiền thì anh có thể nhắn giúp em một tin. Em chào anh Nguyễn Đạt nhá, anh Nguyễn Đạt chia sẻ giúp em Hiền Kim. Anh Doanh Phạm ơi, dòng bán tải thì hiện tại showroom bên em đang tạm hết rồi ạ. Dòng bán tải thì ngày hôm nay em đang tạm hết. Màu đỏ thì đang showroom em đang có là CX-5 này, em đang có là Elantra này, đang có Honda Civic. Thêm một chiếc xe này nữa cũng là Mazda CX-5 để cả nhà mình cùng ngắm và cùng tham khảo. 2016 bản 2.0 em đang chào bán tại cửa hàng có giá. Chiếc xe này có giá là 650 triệu. Sang ở phía bên cạnh đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, Mitsubishi Outlander. Chiếc xe này là bản 2.0 CVT, 2018 2.0 số tự động. Bên em đang chào bán là 685 triệu các bác nhé. Đây, bác nào hỏi Xpander thì có thể ngắm luôn qua chiếc xe này giúp em ạ. Có con nào tầm 400 không? 400 có luôn, con K3 này. K3 số tự động, 400 dư máy luôn. À, các bác hỏi là có con xe nào tầm 400 không? Thì bác, anh, các chị có thể tham khảo qua chiếc xe này. Vios em có hàng, Hyundai Accent số sàn em có dư máy luôn ạ. Em di chuyển sang những cái dòng xe vừa tiền hơn một chút nhé. Các bác hỏi là có chiếc xe nào mà tầm K3 hoặc là Accent tầm 400 không? Cerato màu đen thì số sàn em nhận khách rồi. Thì các anh các chị có thể tham khảo giúp em Hiền Kim cái mẫu xe Kia K3 này. 2014 biển Hà Nội, xe mới đi có 8 vạn thôi ạ. Chiếc xe này các bác chẳng biết không, xe này rất là đẹp luôn, chủ người ta đi khá là giữ xe, tổng thành xe còn rất là đều. Tổng thành xe chiếc xe này còn rất là đều. Đang chào bán tại cửa hàng có 428 triệu thôi ạ. Đẹp lắm, xe cực đẹp luôn này. Bác nào tầm tiền loanh quanh 400 chúng ta có thể vào ngắm giúp em chiếc xe này nhé. Xuân Tới ơi, Fortuner hiện tại chưa có con nào. Đây, Kia K3, chiếc xe này là biển thủ đô. Xe chạy 8 vạn, các anh các chị có thể nhìn này, một chiếc xe 2014 mà nó rất là đều xe. Máy zin, số zin, không bị tai nạn, không bị ngập nước đâu, em không làm xe lỗi. Nên là các anh các chị có thể đến test kiểm tra thoải mái. Chiếc K3 đây ạ. Giá tiền 400 triệu cho các anh các chị cùng ngắm và cùng tham khảo. Cửa sổ trời đầy đủ nhá. 2014 thì chưa có ghế điện thôi. Nội thất vẫn là màu đen. Được cái là chiếc xe này biển thủ đô, nên là chúng ta về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền chuyển vùng nữa. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia K3
Sản xuất 2014, bản 1.6, số tự động, phân khúc xe hạng C. Đang chào bán tại cửa hàng để các anh, các chị, các bác tham khảo. Có giá tại showroom là 428 triệu. Giá này em vẫn có thể lộc lá thêm một chút nữa. Em còn một chiếc Hyundai Accent số sàn đây, 425 triệu. Này, nếu như các anh, các chị thích đời cao hơn một chút, muốn chạy tiết kiệm nhiên liệu một chút, thì chúng ta có thể sử dụng qua chiếc xe Hyundai Accent này. Hyundai Accent biển Phú Thọ, chạy 4 vạn, đang chào bán là 425 triệu. Cả nhà cùng ngắm và cùng tham khảo giúp em Hiền Kim. Hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Giá thành hợp lý, đời lại cao, tầm tiền loanh quanh 400 triệu. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent số sàn 2019. Em đang chào bán tại showroom cho cả nhà mình tham khảo ngày hôm nay là 425 triệu. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Bác hỏi em con Elantra số màu trắng đúng không? Em có luôn đây ạ. Elantra màu trắng em có này. Chiếc xe Elantra màu trắng đây. Chiếc xe này là Hyundai Elantra màu trắng mà em có đăng tải ở trên kênh là 479 triệu đấy ạ. Anh Minh Sơn ơi, con Kia K3 và con Kia K3 mà về Ninh Bình này em để cho anh 428 triệu. Anh Hùng Hải ơi, chiếc Xpander em bán rồi, khách Thái Nguyên cọc rồi ạ. Cảm ơn anh Chính Phạm. Anh Hà Tiến Thắng, anh Hà Tiến, anh ơi, anh muốn xem chiếc xe nào kỹ anh cứ nhắn cho em đi, em sẽ quay chi tiết cho anh. Vios thì em đang có một chiếc 2018 bản G anh ạ, em đang có một chiếc 2018 bản G. Anh có thể đến tại showroom em để tham khảo. Đây, các bác vừa hỏi nếu mà có chiếc xe nào mà tầm tiền hơn 400 triệu nữa mà số tự động thì chúng ta có thể tham khảo qua chiếc xe Hyundai Elantra này đấy ạ. 2016 biển 90 Hà Nam, em đang chào bán là 479 triệu. 479 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra số tự động, phân khúc xe hạng C, biển 90 Hà Nam ạ. Rất là đẹp. Chiếc màu đen 2.0 thì em đã bán rồi. Thì bây giờ em chỉ còn chiếc xe này là bản 1.6 thôi cả nhà mình ạ. 479 triệu ạ. Các bác có thể đến xem rồi chúng ta có thể làm giá trực tiếp được nhé. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Elantra. Số tự động thì em còn cả một chiếc màu trắng, màu đỏ mới về nữa. Chiếc xe này là 2016 bản 1.6 phân khúc xe hạng C, biển 90 Hà Nam. Em đang chào bán tại showroom cho các anh, các chị, các bác tham khảo. Có giá là 479 triệu. Vừa bác nào muốn hỏi em là muốn xem lại chiếc Vios. Anh Thanh Nguyễn xem chiếc Outlander. Anh giữ máy giúp em. Anh Hà Hoàn ơi, Accent thì số tự động và số sàn em đều có hàng hết anh ạ. Số sàn thì em có màu đen 2019 này, 425 triệu. Màu trắng 2021 là 475. Em có số tự động là 2020 màu trắng và 2021 màu đen. Có nghĩa là số tự động và số sàn Accent thì bên em đều có hết anh nhé. Các bác vừa hỏi em là chiếc xe Toyota Vios em có hàng luôn này. Giữ máy luôn giúp em Hiền Kim ạ. Cả nhà giữ máy luôn giúp em sẽ báo giá luôn.
Chiếc xe này là Toyota Vios bản G, 485 triệu lăn bánh trọn gói thuế biển đăng ký chính chủ, xe chạy 5 vạn. Các bác vừa hỏi em chiếc Vios có thể ngắm và tham khảo luôn giúp em. Quá đẹp đúng không cả nhà mình? 485 triệu. Chiếc xe này là nội thất màu kem rồi ạ. Rất là đẹp rồi. Xe chạy hơn 5 vạn. Chính chủ một chủ từ đầu. Với chiếc xe này em vẫn hỗ trợ các bác vay qua ngân hàng lên tới 65-70% giá trị xe. Rất là tươi luôn. Vios thì thực ra em rất là kén chọn những cái dòng Vios ấy, em kén chọn lắm. Bởi vì là tìm những chiếc xe mà không dịch vụ này, xe tươi này và đều xe thì em mới mua để về bán cho các anh các chị. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động 2018 dành cho các bác nào vừa quan tâm đây ạ. Em đang chào bán là 485 triệu, giá xe này vẫn có còn thương lượng được một chút nữa. Hoặc là em có thể hỗ trợ các anh các chị các bác sang tên, hoặc là em có thể bớt cho anh chị để anh chị về có thể tự sang tên được. Chất lượng xe thì em đã có văn bản cam kết xe không có tai nạn, không có ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ rút hồ sơ. Anh chị vừa hỏi là muốn xem qua chiếc Outlander thì anh giữ máy luôn giúp em nhé. CX5 màu đỏ 520 thì chắc chắn là em không bán được rồi anh ạ, bởi vì cái giá đấy bọn em không ra nổi đâu. Em đang đăng là 560 và những cái dòng xe đấy thì anh mặc cả đến 450 triệu thì chắc chắn là rất là khó. Bởi vì là bây giờ đăng tin lên ấy, chỉ muốn là các anh các chị xem xe để chúng ta mua thôi. Chứ đăng một cái xe mà để các anh các chị mặc cả đến 450 triệu thì cũng chả đăng làm gì cho nó mất thời gian, mất tiền ra. Nên là muốn là khách hàng nhìn thấy cái giá xe mình đăng và khách hàng thiện chí thì bọn em có bớt được tầm 5-10 triệu. Mà khi về làm trực tiếp thì vẫn có thể lộc lá thêm được một chút nữa. Còn các anh các chị nghĩ rằng là một chiếc xe cũ mà đời như thế này mấy trăm triệu, 400-500 triệu mà anh chị mong muốn là mặc cả 20-30 triệu là chắc chắn là không mua được xe tại showroom bên em đâu ạ. Nên để anh chị hiểu được, bởi vì là xe đẹp thì nó không có rẻ đâu, mà đã rẻ thì nó không có chất và có đẹp đâu anh chị ạ. Bọn em bán kiểm tra chất lượng, cam kết đủ kiểu để bán cho anh chị một cái xe mà hoàn hảo. Anh chị về đi bất cứ đâu để kiểm tra cũng yên tâm. Và khi bạn bè anh chị giới thiệu thì chắc chắn là sẽ quay lại giới thiệu cho bên em. Nên là em với nhà em thì em cũng nói với các bác rồi, em không có xe rẻ đâu, nhưng mà em có xe chất, xe đẹp cho các anh các chị. 7 chỗ tầm 400. Em có một chiếc Innova 2008 mà tầm 220 mấy triệu được không cả nhà mình? Anh chị có bác nào thích mua chiếc xe mà 7 chỗ tầm hơn 200 thì giữ máy giúp em một chút nhé. Em sẽ quay cho. Giữ máy em có một chiếc Innova 228 triệu 2008 thì cả nhà mình giữ máy. Vừa anh Thành có hỏi em là muốn tham khảo qua chiếc xe Outlander. Anh có thể vào xem luôn giúp em Hiền Kim được không ạ? Chiếc xe này là 2.0 2018, xe đi 6 vạn anh ạ. Dòng Outlander nó là dòng xe thương hiệu của Nhật Bản. Nếu mà so sánh với những dòng xe Hàn thì option của nó rất là ít, nó không có một cái gì cả. Nên là em thường nói với các bác, nếu như các bác sự lựa chọn sự bền bỉ thì chúng ta sẽ thiên về xe Nhật. Còn nếu như lựa chọn về trẻ trung, nhiều tiện nghi thì chúng ta lựa chọn về xe Hàn. Như chiếc Outlander này thì bản 2.0 7 chỗ đời rất là cao, nhưng mà trong xe của nó thì thiết kế cực kỳ đơn giản, nó không có một cái gì cả. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Outlander, để các anh các chị có thể nhìn giúp em này, nó sẽ là tầm từ 6 đến 7 lít trên 100 cây. 6 lít là đường ngoài đô thị, 7 lít là đường kết hợp, và tầm 9,7 gọi là 10 lít là đường hỗn hợp. Đấy, đường trong đô thị thì gọi là đường hỗn hợp. Thì anh chị có thể cân đối, mình mua chạy chở hàng hay là chạy gia đình thì 7 chỗ mà tầm như thế này cũng rất là hợp lý nhá. Đây ạ, số tự động.
đề nổ thông minh. Chiếc xe này thì cũng đã có màn hình Android đầy đủ rồi, có cam lùi rồi. Em đang chào bán tại showroom cho các bác, anh, các chị tham khảo. Tại cửa hàng là 685 triệu. Giá này bên em vẫn có thể lộc lá thương lượng được. Hoặc nếu anh chị cần em hỗ trợ ngân hàng thì bên em vẫn có thể liên kết ngân hàng hỗ trợ cho anh chị. Em xin phép dừng một phút này. Em có một chiếc xe này. Thật ra chiếc xe này là của một cậu em, cậu ấy gửi để bán bởi vì đang không có nhu cầu sử dụng nữa. Một chiếc Innova này, thực ra đời sau thì em không làm đâu. Nên là xe thì em cũng đã cho thợ nhà em kiểm tra rồi. Máy zin, số zin, xe cũng rất là đều xe. Không có bị tai nạn, không có bị ngập nước. Và chiếc Innova này đang được chào bán tại showroom bên em là 228 triệu, 2008 bản G nhá. Nó không phải là bản Z nâng đâu, mà bản G xịn. Đấy, chiếc xe này là 228 triệu cho chiếc Innova. Honda Civic có bản tăng trưởng ơi, giữ máy ạ. Anh Thông Nguyễn ơi, chiếc Outlander em đang bán là 685 triệu ạ. 7 chỗ tầm 400 em không có, nhưng mà em có chiếc xe này để anh chị có thể tham khảo này. Chiếc xe này là Innova bản G 2008. Hiện tại bây giờ thì em đang chào bán tại showroom để cho cả nhà mình có giá là 228 triệu 7 chỗ ngồi số sàn biển 37 Nghệ An. Đấy, các anh các chị cùng ngắm này. Và nếu cần chi tiết video này thì có thể vào trong trang fanpage của em. Em cũng đã đăng tải rất là cẩn thận video cụ thể. Cần giấy tờ thông tin gì thì cứ nhắn cho em nhé. Ở phía trong này, vừa các bác là muốn hỏi lại thông tin của những chiếc xe Hyundai Accent. Bởi vì thực ra là dòng Accent thì bên em bán rất là nhiều. Em bán khá là thông dụng luôn ấy. Dòng Accent thì là những cái dòng xe Accent này, Cerato, Elantra này, Tucson. Ở những cái dòng xe đấy là dòng xe chủ đạo của bên em. Như chiếc xe này là Hyundai Accent đây ạ. Cả nhà mình đang quan sát ạ. Hyundai Accent form mới số sàn. Cả nhà giúp em nghe giúp em nhé. Số sàn 2021, xe mới đi có hơn 1 vạn thôi. Xe mới đi có hơn 1 vạn thôi ạ. Em đang chào bán tại showroom là 475 triệu. Rất là đẹp đúng không cả nhà mình? Cực kỳ đẹp luôn. 445 triệu ạ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. 475 triệu cả nhà mình nhé. 2021 số sàn bản đủ form mới. Xe chạy hơn 1 vạn. Cerato màu đen 2018 em bán rồi. Anh ơi, tầm 7 chỗ anh muốn mua, 700 anh muốn mua 7 chỗ thì em đang có Outlander, Sorento và em có Santa Fe đấy anh ạ. Sang ở phía sau này thêm một chiếc xe Hyundai Accent nữa. Chiếc xe này là số tự động 2020 này. Em có cả màu đen 2021 nhá. 2020 số tự động em đang chào bán là 500 triệu. À, các bác vừa hỏi là muốn xem chiếc xe 7 chỗ. Đây, 7 chỗ thì em đang có chiếc xe này là Outlander 2018. Em đang chào bán tại cửa hàng là 685. Em có 7 chỗ chiếc xe này là Kia Sorento 2016 full đặc biệt. Em đang chào bán là 625 triệu. Và hơn nữa thì em đang có chiếc xe này là Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là Hyundai Santa Fe thì em đang chào bán tại showroom là 725. Đấy, những cái dòng xe gầm cao 7 chỗ thì em đang có. Còn chiếc xe Xpander này thì em đã nhận cọc khác rồi nên là em không lên sóng nữa, các anh các chị các bác thông cảm. Em đã nhận cọc một anh ở Thái Nguyên rồi. Thì em đang cho rút hồ sơ. Xong hồ sơ thì anh chị sẽ xuống lấy. Đấy lại những cái dòng xe gầm cao của bên em đây ạ. Chào bạn Bảo Ngân. Và còn rất là nhiều các mẫu xe nữa đang được chào bán tại showroom. Anh chị bớt một chút thời gian ghé về 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Và nếu ưng chiếc xe nào mà em Hiền Kim chưa kịp quay hay chưa kịp giới thiệu, anh chị có thể chụp lại màn hình, gửi cho em qua tin nhắn hoặc qua Zalo 0978 607 555.
Chất lượng xe thì bên em bán ra có văn bản cam kết bảo hành. Còn về anh chị có thể mang ra thợ hoặc là có thể gọi thợ trực tiếp hoặc đến đây mang ra hãng hoặc nhờ người quen đến kiểm tra. Bởi vì bọn em bán ra thì đều đã có văn bản rồi. Ngoài ra tất cả anh chị nhận xe thì đều có cam kết về anh chị cứ đi test, lỗi bên em hoàn tiền 100%, chi phí bên em chịu. Còn vấn đề xe cũ thì nó có thể xước sát một chút sơn thì các anh các chị mua xe cũ thì cũng hết sức thông cảm nhé. Buổi báo giá tổng hợp thì hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi. Kính chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tiếp theo.